quay trở lại với channel Hương Witch của mình. Và hôm nay mình sẽ rất rất vui khi lại tiếp tục mang đến một bộ son hứa hẹn sẽ gây sốt trong cái mùa đông lạnh lẽo năm nay. Đấy là em son Stay For Me. Oh my god, just a romantic name. Stay For Me kiểu như là hãy ở lại vì em, hãy ở lại vì em đi. Ui, nghe tên son đã thấy thích rồi. Và đây là dòng son lì đến từ hãng Beauty Core Serum. Thì đây chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm cho dòng son lì trong cái mùa đông lạnh lẽo năm nay. Cùng bắt tay vào spot son luôn với mình nhé. Đầu tiên là màu 01 Racy Red. Ta-ta. Đây là một em đỏ thuần, một em đỏ siêu đẹp luôn, tôn da dã man ý. Răng mình vốn không có trắng sáng lắm, nhưng mà đánh sọn màu này lên ý, cảm giác như kiểu mới đi tẩy trắng răng về ý. Đừng hỏi luôn, đẹp dã man, một em đỏ thuần mà mọi cô gái đều phải cần. Chất son thì như các bạn thấy chỉ cần gì đúng một lần là đậm cho cả môi luôn. Rất nhẹ và mỏng, không hề đặc như những son kem lì khác. Thậm chí mình thấy em này còn lỏng quá, sợ đổ ra ngoài luôn ấy. Rất là tôn da, rất là trắng da và trắng răng. Về màu sắc thì phải nói siêu siêu đẹp rồi. Mình thử bặm môi ra giấy một lần để xem em này bám màu như thế nào. Thì lần đầu son chưa khô hết thì dính ra chút phiền, nhưng mà sau khi son khô hết rồi thì gần như không dính gì luôn. Trời ơi thích ghê. Màu số 2 Stardust. Trời ơi đẹp tuyệt luôn ý. Nâu tây dã man. Bỗng chốc biến cái lớp make up này trở nên sang chảnh dữ dội luôn. Tuyệt đối là cái màu mà mùa đông năm nay chị em cần rồi. Son thì được hãng đưa tin là giữ màu từ 6 đến 8 tiếng. Và khi tô son lên môi thì thấy không khô, cũng khá là nhẹ môi. Màu số 2 này chính xác là ngôi sao son nút rồi ạ. Nếu bạn đang tìm một màu son nút cho cái mùa đông năm nay thì không thể bỏ qua em Stardust 02 của bộ son Stay For Me nhé. Và màu số 3. Quá nút, quá mỏng tang ý. Như kiểu lên môi mình còn nhạt màu hơn cả môi thật của mình. Cho nên không biết nói thế nào. Chắc cái hãng sản xuất cho những cô nàng da nâu da đen rồi, vì thật sự rất là kén da đối với gái châu Á. Và chẳng hiểu sao mình không có màu số 4. Chắc là lỗi trong vận chuyển. Nên đành phải bước sang màu số 5 luôn. Và trời ơi, đây là màu mình thích nhất trong cái bảng bộ sưu tập này. Một màu lạ kinh khủng, rất nhẹ nhàng và nền nã. Màu son của màu đông, mùa đông năm nay đây rồi. Đích thị là em số 5 Lush Plum này. Cảm giác như màu môi thật của bạn, nhưng mà xinh hơn rất là nhiều. Và lại rất là tây. Trời ơi, yêu 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 điên đảo. Và màu số 6 Intense Sunset là một màu đỏ. Một màu đỏ mà kiểu như không kém so với màu số 1, tuy nhiên thì lại đậm tông đỏ hơn, trầm hơn một chút xíu. Nên các bạn nào không thích sáng rực rỡ như 01 thì có thể chọn em số 6 này. Và cũng đừng quên là phải lưu ý là đối với những màu son đậm thì nên cẩn thận khi tô son nhé. Quẹt một xíu là dễ dính tùm lum ra ngoài đấy ạ. Mà một khi dính thì rất là khó lau luôn. Cái hại của dòng son lì. Hích hích. Màu số 7, Fancy Rose. Haha, trời ơi cái tên đẹp quá, cưng quá luôn. Đây là một em đỏ pha nâu, pha cam. Lại cũng rất hợp cho mùa đông năm nay luôn. Và cũng không hề sợ kén da. Lúc mà mới tô son lên ướt ướt ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy hơi bóng nhẹ một chút. Nhưng mà đừng có lo, một khi mà son khô rồi thì sẽ tạo hiệu ứng mết tẹp vào môi rất là đẹp. Màu số 8 là một em lại tông đỏ, đỏ lạnh nhưng mà hơi nâu nâu, mà lại như kiểu đỏ gạch, lại pha chút xíu cam. Ây à, khó nói lắm. Thật ra thì cũng là do sắc tố da và môi của chúng ta quyết định nữa. Với làn da trắng thì màu son này sẽ thiên về đỏ. Nhưng đối với bạn da sáng vừa đến ngăm thì sắc cam sẽ lên rõ hơn. Em này không quá rực rỡ nhưng mà vẫn rất đẹp dạng người.
Và mình cũng thuộc tuýp da hơi trắng cho nên son này lên môi mình thì sẽ nghiêng về đỏ hơn nhé. Và màu cuối cùng rồi là màu số 09, một màu đỏ cam sáng ơi là sáng, siêu trẻ trung luôn ý. Cảm tưởng như đây chính là ánh nắng ấm áp giữa cái mùa đông lạnh lẽo này. Son này dễ gây lỗi trên môi lắm nha, mà mình lại còn hậu đậu nữa nên là phải tô son thật cẩn thận, thật sự rất cẩn thận vào. Ông la la la, mình đã swatch xong 8 màu son trong số 9 màu của bộ son Stay For Me. Rất tiếc là lần này mình nhận được son thì hình như có sự cố là vì mình không nhận được màu số 4, mà thay bằng đó là mình nhận được 2 cây màu số 3. Thật là đáng buồn khi mà không có màu số 4 để có thể thử tất cả các sản phẩm son, tất cả các màu cho các bạn. Nhưng trong 8 màu son của bộ sưu tập 9 màu son Stay For Me này thì mình phải gọi là mình chỉ không thích cái màu nude thôi, còn lại tất cả các màu son màu nào lên môi cũng đẹp hết. Mà lại còn nó thế nào nhỉ, nó rất là hợp cho cái mùa đông năm nay. Và hơn nữa là son rất lì. Ôi mà sau khi mà son khô rồi ấy, còn chần chờ gì nữa ạ? Dinh em son này về và nhớ comment cho mình biết là cảm nhận của các bạn như thế nào về son nhé. Và vẫn như thường lệ, keep away. Và thật sự phải nói một điều là tại vì các bạn không comment đường địa chỉ cũng như là số điện thoại của các bạn phía dưới cái comment của mình ở trên channel YouTube trên mỗi video ấy, nên là mình không thể tìm thấy được địa chỉ của các bạn, cũng như là các bạn comment quá là lâu cho nên mình không gửi quà được. Chứ không phải là tại mình không gửi nha. Có rất nhiều bạn đã nhận được quà rồi mà. Và như thường lệ, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.